Năm 2024, thành phố Thủ Dầu Một đã phát động chương trình ươm mầm, trồng và chăm sóc cây xanh trên toàn địa bàn với mục tiêu phủ xanh đô thị và hướng đến xây dựng thành phố xanh, thân thiện giai đoạn 2024-2030. Ngay sau khi phát động, tất cả các phường và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đã tham gia tích cực. Đây là hình ảnh buổi lễ phát động trồng cây xanh do Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một tổ chức chương trình hoa viên chuyên đề cây ăn trái tại khu đất trống trên địa bàn phường Phú Mỹ. Chương trình đã vận động nhân dân ủng hộ được hơn 150 cây ăn trái như xoài và mít để trồng tại khu đất trống của đình thần Phú Mỹ. Việc thực hiện chương trình hoa viên chuyên đề cây ăn trái nhằm thực hiện đạt mục tiêu phủ xanh đô thị và hướng đến xây dựng thành phố xanh thân thiện giai đoạn 2024-2030 của thành phố Thủ Dầu Một. Đồng thời qua đó còn tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân về thông điệp chung tay thực hiện công trình phần việc trồng và chăm sóc cây xanh. Thực hiện cái đề án phủ xanh ở thành phố Thủ Dầu Một thì Phòng Tài chính qua đó hưởng ứng cũng như là tuyên truyền vận động trong cán bộ công chức và đã tạo được cái mảng xanh cũng như là cảnh quan cho cái khu đình của địa phương. Đến nay phường Phú Mỹ chúng tôi cũng đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động trồng và ươm cây, thì đến nay thì địa phương cũng đã thực hiện trồng được, đạt được cái chỉ tiêu của thành phố giao. Trong thời gian tới thì các đoàn viên, hội viên và nhân dân sẽ tích cực chăm sóc cây để bảo quản và duy trì cái sự sống của cây. Thì qua cái việc phát động trồng cây thì cũng rất là có ý nghĩa. Thì tôi cũng sẽ hứa sẽ cùng chính quyền địa phương cũng chăm sóc cây để cho cây sinh trưởng tốt. Ngoài trồng cây, phủ xanh, các địa phương, khu phố trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một đã vận động nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ nhiều hoa cảnh và cây giống các loại để thành lập vườn ươm nhằm tạo nguồn dự trữ để trồng dặm các cây chết tại các điểm trồng trước đó, cũng như trồng mới tại các khu đất trống còn lại trên địa bàn. Chi bộ khu 6 cũng chỉ đạo bên ban điều hành, ban quản lý rừng phối hợp với là các chi hội đoàn thể cùng vận động nhân dân trên địa bàn khu 6 tiến hành gieo ươm. Thì đến hiện nay thì cũng đã thực hiện được là các loại nhóm giống cây trồng. Qua gần 3 tháng phát động, cuộc vận động phủ xanh đô thị hướng đến xây dựng thành phố xanh thân thiện, đến nay toàn thành phố Thủ Dầu Một đã trồng phủ xanh được trên 280.000 cây xanh các loại. Riêng phường Phú Mỹ trồng được hơn 19.000 cây và số cây được ươm tại các vườn ươm đạt trên 22.500 cây, vượt chỉ tiêu thành phố Thủ Dầu Một giao.